Thì thôi Như Pháp sẽ đọc bài Kinh Phong đi, để cho Quỳnh nghỉ chút xíu ha. Dạ, sau đó thì Như Pháp sẽ mời bạn trai tiếp tục. Nếu có không thì chắc lại mời Quỳnh. Dạ, con xin được ôn bài Kinh Tiểu Bộ Itiputtaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nành Đá, bài 8. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Như vậy tôi nghe một thời tế ở sau quá thí đại chê tá quá ná khu vườn ông Anna tham đi cá. Lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi hội họp tại một đạp tròn có cây cá rê đí, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Tỳ kheo đi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân được cảm giác xúc khả ái. Thưa các hiền giả, tỳ kheo khất thực được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường. Tôn kính Abhajito đi khất thực. Khi đi khất thực, vậy này chư hiền, chúng ta hãy là người đi khất thực. Thỉnh thoảng mắt chúng ta được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai chúng ta được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi chúng ta được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi chúng ta được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân chúng ta được cảm giác xúc khả ái. Chúng ta cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính khi chúng ta đi khất thực. Câu chuyện này giữa các tỳ kheo ấy chưa được nói xong, thầy Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến rạp tròn với cây cá rê rí. Sau khi đến, ngồi trên một chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nay các ngươi ngồi ở đây nói chuyện gì? Này các tỳ kheo, nay các ngươi ngồi ở đây nói câu chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa các chưa được nói xong. Ở đây bạch Thế Tôn, chúng ta bữa ăn sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi hội họp tại rạp tròn có cây cá rê rí, và câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con. Tỳ kheo đi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy các sắc khả ái, vân vân. Chúng con cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa chúng con chưa được nói xong, thời Thế Tôn đến. Này các tỳ kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các ngươi là những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không đình. Khi các ngươi nói lên câu chuyện như vậy, khi các ngươi ngồi hội họp với nhau, này các tỳ kheo, có hai công việc cần phải làm: nói pháp hay giữ im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: vì tỳ kheo khất thực, tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy. Nhưng nếu tỳ kheo ấy y tựa vào danh vọng, chư thiên không có thương. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bản danh kinh đến đây đã hết. Như Pháp kính mời cô tu nữ Tị Duyên, mời cô Cẩm Vân đưa bàn tay lên, xinh đẹp của mình lên ạ. À.
Dạ con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ kính chào anh chị Phan Quang Liên về vào đạo tràng. Dạ sa thú, mời cô Cẩm Vân. Dạ Nam Mô Bố Thà, dạ Nam Mô Tham Mà, dạ Nam Mô Sẵn Khà, dạ. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Quốc Tá Cá. Kinh Phật Tự Thuyết chương 3 Phẩm Na Ná bài 8. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quát Thí tại Chê Tá Quá Ná khu vườn ông Á Na Thá Pin Đi Cá. Lúc bấy giờ nhiều tỳ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về trở về, ngồi hội họp tại rạp tròn có cây cá rê rí. Và câu chuyện sau đây được khởi lên: tỳ kheo đi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân được cảm giác xúc khả ái. Thưa các hiền giả, tỳ kheo khất thực được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường tôn kính Á Pá Chí Tôn. Khi đi khất thực vậy này, chư hiền ta hãy nghĩ là đi khất thực, thỉnh thoảng mắt chúng ta được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai chúng ta được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi chúng ta được ngửi mùi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi chúng ta được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân chúng ta được cảm giác xúc khả ái. Chúng ta cũng được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường tôn kính khi chúng ta đi khất thực. Câu chuyện này vừa các tỳ kheo ấy chưa được nói xong, thời Thế Tôn vào buổi chiều từ thiện đứng dậy đi đấng rạp tròn với cây cá rê rí. Sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, sau hồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nay các ngươi ngồi ở đây nói câu chuyện gì và câu chuyện gì giữa các ngươi chưa được nói xong? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, sau khi đi thức khất thực trở về, chúng con ngồi hội họp tại rạp tròn có cây cá rê rí, và câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con. Tỷ kheo đi khất thực, thưa các giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, chúng con cũng được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường tôn kính khi chúng con khi chúng ta sẽ đi khất thực. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa chúng con chưa được nói xong. Thời Thế Tôn đến: này các tỳ kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các ngươi là những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi các ngươi nói lên câu chuyện như vậy, khi các ngươi ngồi hội họp với nhau, này các tỳ kheo, có hai công việc cần phải làm: nói pháp hay giữ im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 8. Vị tỳ kheo khất thực tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy. Nhưng nếu tỳ kheo ấy y tựa vào danh vọng, chư thiên không có thương. Và hết. Và cảm nhân đã đọc bài xong, muốn mời bàn tay của cô tu nữ Trệ Duyên. Và mời cô.
Dạ, thú sư phụ lành thay. Cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, và kính chào quý đạo hữu. Bây giờ tự nhiên xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nanh Đá. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sau Quá Thế, tại Đê Tá Quán Ná khu vườn, ông Anh Na Tham Điết Cá, lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo sau buổi ăn đi khất thực trở về ngồi họp tại rạp. Tại rạp tròn có cây Cassiri, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Alo, alo. Tỷ kheo đi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi được nghe, mũi được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân được cảm giác xúc khả ái. Thưa các hiền giả, tỳ kheo khất thực được cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường tôn kính. Dạ, Quynh Quách Thanh Á có thể bắt bài thêm. Có nghe âm thanh của Tuệ Yên không vậy? Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Đừng nét nó sao rồi đây. À, Lào Cai nghe rõ hả? Rồi, vậy Quynh Quách Thanh Á có thể bắt bài tiếp cho Tuệ Yên đọc. Dạ. Abachito, khi đi vậy này chư hiền, chúng ta hãy là người đi khất thực. Ủa, sao bài không liên tục hả? Dạ. Thỉnh thoảng mắt chúng ta được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai chúng ta được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi chúng ta được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi chúng ta được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân chúng ta được cảm giác xúc khả ái. Chúng ta cũng được cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Câu chuyện này được các tỷ kheo ấy chưa được nói xong, thời Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy. Khi chữ đấm thì rạp tròn với cây cá rì, sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ngươi ngồi ở đây nói câu chuyện gì, và câu chuyện gì giữa các ngươi chưa được nói xong? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi hội họp tại rạp tròn có cây cá ri rí, và câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con. Tỳ kheo đi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc, chúng ta cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Bạch Thế Tôn, đây câu chuyện giữa chúng con chưa được nói xong, thời Thế Tôn đến. Này các tỳ kheo, chuyện này thật xứng đáng cho các ngươi là những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi các ngươi nói lên câu chuyện như vậy, khi các ngươi ngồi hội họp với nhau, này các tỳ kheo, có hai công việc cần phải làm: nói pháp
hay giữ yên lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 8. Vị tỳ kheo khất thực tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy, nhưng nếu tỳ kheo ấy y tựa vào danh vọng, chư thiên không có thương. Dạ, bài Kinh Tiểu Bộ đã hết. Dạ, bây giờ để danh xin nha. Mời vị nào tiếp tục, chắc là chưa đọc hả? Tự nhiên kính mời quý vị ha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ, con xin phép được ôn bài ạ. Kinh Tiểu Bộ, Ý Tí Bút Tá Cá. Cảm ơn chú Bát Thân Á. Kinh Phật Tự Thuyết Chưa Ba, Phẩm Nan Đá, bài 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Vát Thí tại Chê Tá Quán Ná, khu vườn ông Ana Tháp Binh Đi Cá. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi hội họp lại tại rạp tròn có cây ca rê rí, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Tỳ kheo đi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái. Thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân được cảm giác xúc khả ái. Thưa các hiền giả, tỳ kheo khất thực được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường, tôn kính Apachito khi đi khất thực. Vậy này chư hiền, chúng ta hãy là người đi khất thực. Thỉnh thoảng mắt chúng ta thấy được sắc khả ái, thỉnh thoảng tai chúng ta nghe được tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi chúng ta ngửi được hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi chúng ta được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân chúng ta được cảm giác xúc khả ái. Chúng ta cũng được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường, tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Câu chuyện này giữa các tỳ kheo ấy chưa được nói xong, thời Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi dẫn rạp tròn với cây ca rê. Sau khi đi đến ngồi chỗ đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nay các ngươi ngồi ở đây nói câu chuyện gì, và câu chuyện gì giữa các ngươi chưa được nói xong? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi hội họp lại tại rạp tròn có cây ca re rí, và câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con. Tỳ kheo đi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, vân vân. Chúng ta cũng được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường, tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa chúng con chưa được nói xong, thời Thế Tôn đến. Này các tỳ kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các ngươi, là những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi các ngươi nói lên câu chuyện như vậy, khi các ngươi ngồi hội họp với nhau, này các tỳ kheo, có hai công việc cần phải làm: nói pháp hay giữ im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Vị tỳ kheo khất thực tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy, nhưng nếu tỳ kheo ấy y tựa vào danh vọng, chư thiên không có thương. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin phép được xuống bếp ạ. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng.
Dạ, sa thu làm thầy Pháp Nguyện Lào Cai. Nam mô Phật Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Khai Gia, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chế đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tôn nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu châu rung. Dạ, con xin được đọc kinh tiểu bộ Y Tý Bút Tạc Ca, kinh Phật Tử Thuyết, chương 3, phẩm Nam Đà, bài 8. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Chetavana, khu vườn Ongana Thapindika. Lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo sau buổi ăn sau khi đi khất thực trở về, ngồi họp tại rạp tròn có cây Kareri, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Tỷ kheo đi khất thực thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân được cảm giác xúc khả ái. Thưa các hiền giả, tỷ kheo khất thực được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường tôn kính Apachito. Khi đi khất thực vậy, này chư thiền hiền, chúng ta hãy là người đi khất thực. Thỉnh thoảng mắt chúng ta được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai chúng ta được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi chúng ta được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi chúng ta được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân chúng ta được cảm giác xúc khả ái. Chúng ta cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy chưa được nói xong, Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy đi đến rạp tròn với cây Kareri. Sau khi đến ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỷ kheo, này các tỷ kheo, nay các ngươi ngồi ở đây nói câu chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa các ngươi chưa được nói xong? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi hội họp tại rạp tròn cây Kareri, và câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con. Tỷ kheo khi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, vân vân. Chúng ta cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa chúng con chưa được nói xong, thời Thế Tôn đến. Này các tỳ kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các ngươi là những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi các ngươi nói lên câu chuyện như vậy, khi các ngươi ngồi họp với nhau, này các tỳ kheo, có hai công việc cần phải làm: nói pháp hay giữ im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Vị tỳ kheo khất thực, tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy. Nhưng nếu tỳ kheo ấy y tựa vào danh vọng, chư thiên không có thương. Dạ, Nam Mô Phật Tha Dạ. Còn xin được kiếm lời tri ân cô tu nữ như pháp mà kính mời cô. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vá Tha Na. Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Pháp Âm, Đại Đức Tỷ Đức cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Như pháp kính lễ quý bà, quý cô tư nữ, như pháp kính chào đạo tràng. Mến chào Quang Thanh, Quang Thanh nay đi học trễ không được ông bà rồi ngang. Dạ. Kính chào cô, mến chào cô Hoa Nguyệt. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, như pháp. Kính cảm ơn Vinh Quát Tha Na, Pháp Nguồn Lào Cai, cô tu nữ thị viên, cô Cẩm Vân. Ta hoan hỷ ôn bài Tứ Bộ Kinh, câu số 8 La Mã. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới, câu Tứ Bộ Kinh, số 9 La Mã. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với nhau, như pháp gắn tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng, chúng ta được thượng tọa pháp tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa. Phạm Thiên Vận ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngài dời chân sân. Thuyết pháp đổ ca thần đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hà giáp vẹn toàn, một lòng chăn trối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam dời thừa ăn vào cặp, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, cảm ơn Văn Thanh cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc phần chánh kinh. Dạ, cảm ơn Vinh Bạch Thanh Á. Kinh Tiểu Bộ Ichiwut Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nam Đá. Bài La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở sau Quá Thí tại Chê Tá Quá Na, ngôi vườn ông Anna Tha Phin Đi Cá, lúc bây giờ nhiều tỳ kheo. Như kinh trên, câu chuyện này khởi lên. Này chư hiền, ai biết nghề gì, ai học nghề gì, nghề gì là tối thượng? Ở đây một số người nói như sau: huấn luyện voi là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: huấn luyện ngựa là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: làm xe là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: nghề bắn cung là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: nghề đao kiếm là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: nghề ấn hiệu là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: nghề tính toán là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: nghề ước lượng là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: nghề viết bài là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: nghề làm thợ là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: nghề phỏng đoán nghề tối thượng. Nghề phỏng đoán các nguyên nhân tự nhiên là nghề tối thượng. Một số như sau: nghề điều khiển bộ máy quốc gia là nghề tối thượng. Đây là câu chuyện được xảy ra giữa các tỳ kheo ấy chưa được nói xong. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều xem kinh trên chưa được nói xong, ở đây bạch Thế Tôn vân vân khởi lên. Này hiền giả, ai biết nghề gì? Vân vân, nghề điều khiển bộ máy quốc gia là nghề tối thượng. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện xảy ra giữa chúng con chưa được nói xong. Rồi Thế Tôn đã đến. Này các tỳ kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các ngươi. Khi các ngươi ngồi hội họp với nhau, hai công việc cần phải làm: nói pháp hay giữ im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai sống nghề nghiệp, ai sống không nghề nghiệp, nhẹ nhàng muốn lợi ích, các căn được chế ngự, toàn diện được giải thoát, không nhà không ngã sợ, không dục biết ác ba, vị tỳ kheo như vậy sống cô độc một mình. Và bạn chánh kinh đến đây là chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tể Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài Chính La Mã. Trước khi giảng thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Aphiwadimi. Như tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thi nhân sư, bi trí vẹn toàn. Soakhato Phakawata Thammo Thammang Nakmasami. Như tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khai giảng. Đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền, vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibano Phagawato Sawakasangho Sankhan Nakmasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính bạch chư tăng. Như vậy thì chúng ta học qua cái bài Chính La Mã. Cái duyên sự thì nó cũng gần giống như là những bài trước, nhưng mà ở đây đó thì cái câu chuyện được xảy ra đó là chư tỳ kheo ngồi bàn luận với nhau về việc coi cái nào là cái nghề mà ta gọi là cái nghề cao thượng nhất, cái nghề tốt nhất. Có người có vị thì nói nghề huấn luyện ngựa, có vị thì nói huấn luyện voi. Ngày xưa thì người ta dùng những cái phương tiện đó, voi và ngựa nó là một cái phương tiện để người ta chuyên chở. Rồi nghề cung, nghề kiếm, rồi nghề đoán, dự đoán ở tương lai. Mỗi người nói một, mỗi một vị nói một nghề, và cũng chưa có ngã ngũ vào đâu. Tức là ai cũng bảo vệ là cái nghề của mình nêu ra là cái nghề tối thượng, nghề cao quý nhất. Rồi tỳ kheo mới thảo luận với nhau, bàn luận với nhau thôi. Lúc bấy giờ thì Đức Phật Ngài xuất hiện. Khi mà Ngài xuất hiện như vậy thì chư tỳ kheo mới nói nãy giờ thì chúng con ngồi bàn nhau như vậy mà chưa có ngã ngũ vào đâu. Tức là ai cũng không chấp nhận là cái nghề của mình là khắc kém hết. Nghề nào cũng là nghề cao thượng. Đức Phật Ngài mới quở trách cái chư tỳ kheo là tức là các thầy không có nên làm như vậy, không xứng đáng khi là một vị tỳ kheo mà ngồi mà bàn luận những cái nghề nghiệp đó. Thì ở đây đó thì cho chúng ta thấy một điều, đó là nói trên phương diện của bậc xuất gia đó thì rõ ràng là mình ngồi mình bàn cái chuyện mà nghề nghiệp này nghề nghiệp kia ở ngoài đời đó thì rõ ràng là nó không có hợp với cái vai trò của mình. Khi mình bàn như vậy thì mình nói chuyện nó không có lợi ích gì cho đời sống tu tập của mình hết. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới nói, nếu mà các thầy có ngồi hội họp với nhau thì các thầy có hai việc nên làm. Một là nói năng như chánh pháp, hai là yên lặng của bậc thánh. Ở đây là một trong những cái tiêu ý chính mà chúng ta thấy ở trong bài kinh này, cũng như là rải rác ở trong các cái bài kinh khác. Như là kinh Trung Bộ hay là kinh Trường Bộ hoặc là những bài kinh khác nữa, thì Đức Phật cũng có thường nói đến hai cái tiêu ý chính này. Đó là nếu mà hai các thầy tỳ kheo khi mà ngồi với nhau, hội họp với nhau, thì có hai việc mà các thầy nên làm là nói năng như chánh pháp và giữ yên lặng của bậc thánh. Thì sau đó thì Đức Phật Ngài mới nói lên cái kệ ngôn. Ở đây đó thì cái kệ ngôn ở đây đó, Đức Phật nói rằng ai sống không nghề nghiệp, nhẹ nhàng muốn lợi ích, các căn được chế ngự, toàn diện được giải thoát, không nhà, không ngã sở, không dục giết ác ma, vì
Y tỷ như vậy sống cô độc một mình. À, thì bây giờ chúng ta sẽ làm rõ cái ý nghĩa của cái kệ ngôn này, cũng như hai cái tiêu đề, hai tiêu ý chính đó, đó là nói năng như chánh pháp và yên lặng của bậc thánh. Thì nếu mà đã là xuất gia đó, thì Đức Phật ngài cũng mong muốn là các vị tỳ kheo đừng có để nuối mất đi với cái thời gian của mình, luống mất đi cái thời gian của mình. Bởi vì khi xưa mà có một vị tỳ kheo vào thời kỳ Đức Phật á, khi mà xuất gia ở tuổi già đó, thì vị tỳ kheo đó mới hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, ở trong giáo pháp này có mấy cái phận sự? Thì Đức Phật mới trả lời cho vị tỳ kheo đó như thế này. Cái phận sự thứ nhất là ganh tha thú rá, tức là phận sự pháp học. Cái phận sự thứ hai là vipassana thú rá, tức là phận sự pháp hành. Chỉ có hai cái phận sự đó. Khi Phật trả lời như vậy thì vị tỳ kheo này mới hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, thưa với Phật là bạch Đức Thế Tôn, nay con xuất gia tuổi đã cao, con mong Đức Thế Tôn cho con cái phận sự thứ hai, đó là phận sự pháp hành. Sau đó thì vị tỳ kheo này được Đức Phật truyền dạy cho cái đề mục. Vị tỳ kheo này tìm cái nơi thanh vắng, lo thiền định, chẳng bao lâu sau thì vị tỳ kheo này chứng quả vị A-la-hán. Khi chúng tôi nói điều này đó, thì để cho chúng ta thấy rằng là cả hai cái phận sự đó, nếu mà mình tu á, mà mình không có hiểu được cái giáo lý, cái lời dạy của Đức Phật hay là giáo pháp đó, thì rõ ràng là chúng ta cũng khó biết để chúng ta hành. Và khi mà chúng ta hành như vậy đó, thì chúng ta không có rõ được cái việc mà chúng ta thực hành. Cái ý thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là mình muốn có đạt cho ai đó, tức là hướng dẫn cho ai đó, thì mình cũng không có hiểu biết gì để mà mình hướng dẫn cho người khác. Nói ở đây đó là các cái bậc xuất gia, người cư sĩ chúng ta thì cũng vẫn có cái phận sự, cái bổn phận phận sự. Thí dụ như mình hiểu được Phật pháp đó, thì mình mới có thể hướng dẫn cho những người thân của mình, những người bạn đạo của mình, hay là những cái này cái kia, thì vì người này người kia, để thấm nhuần cái lời dạy của Phật mới có thể được. Huống chi là một bậc xuất gia đó, thì cái việc mà am tường giáo lý đó, lời dạy của Đức Phật thông qua Tam Tạng Kinh Điển đó, thì điều đó rất là cần ở trong cái đời sống của một bậc xuất gia. Chúng tôi nói như thế này, ở bên ngoài đấy, từ nhỏ mình học hết phổ thông, tức là mình học hết 12, sau đó thì mình thi vào cái ngôi trường đại học hay là cao đẳng hay là trung cấp gì đó, rồi mình có đủ cái kiến thức, rồi khi mà mình ra nghề, ra làm việc thì mình học hỏi những cái kinh nghiệm, thì mình sẽ có những cái điều đó. Thì chúng tôi nói là mình học ở bên ngoài đời đó là để bồi bổ cái kiến thức cho chính mình, để phục vụ cho các cái nghề nghiệp của mình làm, công việc của mình làm. Nhưng mà đối với một người học Phật pháp á, thì là để củng cố tri kiến, chứ không phải là củng cố cái kiến thức, mà củng cố cái tri kiến của mình. Tức là mình học để rồi mình hiểu cái lời dạy của Đức Phật, một ngày một chút, một ngày một chút, thì mình sẽ sáng tỏ, rồi từ đó mình sẽ đưa vào ứng dụng trong đời sống tu hành, mình tu tập ở trong đời sống hàng ngày qua pháp hành, thì nó sẽ có cái lợi ích hơn, và nó có cái kết quả hơn ở trong cái đời sống tu tập của mình. Là như vậy. Ở đây đó thì khi mà Đức Phật ngài nói rằng ai sống không nghề nghiệp, nhẹ nhàng muốn lợi ích, nhẹ nhàng muốn lợi ích, các căn được chế ngự, toàn diện được giải thoát. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là ở bên ngoài thì cần có những nghề nghiệp ở bên ngoài, từ cái nghề này nghề kia mà nãy giờ chúng ta nghe về mỗi một vị kiêu bàn á, thì rõ ràng là cái điều đó là cái nghiệp ở bên ngoài,
ở ngoài đời, ai có cái nghề nghiệp gì đó để mưu sinh cho sự sống, rồi còn phục vụ cho gia đình, cho xã hội, vân vân. Nhưng mà rồi đó thì Đức Phật Ngài nói rằng cái việc của một người tu đó thì mình phải bỏ hết những cái nghề ở bên ngoài, mình không cần phải có những cái nghề ở bên ngoài. Bởi vì đời sống cái người tu á, thì đúng nghĩa đó là mình phải chánh mạng, tức là sống đi cất thực, rồi là mình tu tập, mình làm những cái công việc của mình như là một cái người tu sĩ, thì đó là cái đời sống được gọi là chánh mạng, được gọi là chánh mạng, hay gọi là chánh nghiệp ở trong cái đời sống, cái việc làm của mình. Và khi mà mình muốn được cái sự lợi lạc ở trong đời sống tu tập của mình thì dĩ nhiên là một vị tỳ kheo cần có thu thúc các căn của mình, tức là đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái hoạt động quay nghi đó đều có chế ngự các căn của mình, tức là mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy tư đó thì đều phải có cái chánh niệm. Chánh niệm, bởi vì một khi mà mình không có chánh niệm mà mình bị thất niệm á, thì cái tâm của mình nó dễ dàng có những cái phinh hướng của pháp bất thiện nó sanh khởi. Vì vậy cho nên Phật dạy mình là cần phải có chánh niệm, các căn có chánh niệm, như vậy thì các căn mới chế ngự được. Bởi vì mà các căn có chế ngự, giống như là chúng ta thấy rằng là trong tứ thanh tịnh giới của một vị tỳ kheo đó là giới bổn thanh tịnh giới, thứ hai là thu thúc thanh tịnh giới, thứ ba là thọ dụng thanh tịnh giới, thứ tư là quán tưởng thanh tịnh giới đó. Thì trong đó đó có cái gọi là thu thúc thanh tịnh giới, tức là thu thúc các căn, thu thúc các căn mắt nhìn thấy, chớ có nên nắm giữ tướng chung tướng riêng. Tai cũng vậy, cũng chớ nên nắm giữ tướng chung tướng riêng ở đó. Mũi ngửi mùi cũng vậy, chúng ta cũng không nên phân biệt nhân ngã bỉ thử gì. Để rồi là chúng ta thấy có hai cái phinh hướng. Nếu mà tâm chúng ta hướng đến những gì mà chúng ta ưa thích á, qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, thì tham sẽ sanh khởi. Nhưng mà cái gì mà chúng ta cảm thấy như nó không hài lòng, không vừa lòng, bực bội thì sân tâm sanh khởi. Cả hai cái trạng thái tâm nó đều gọi là bất thiện hết. Nếu một người mà không có chánh niệm thì dễ có những cái tâm bất thiện nó dấy lên. Đó là sự không thu thúc. Phật dạy không thu thúc. Thì cái người có chánh niệm giống như là cái người mà biết giữ gìn các căn của mình. Giữ gìn các căn ở đây không phải là mắt bịt lại, đôi mắt che đôi mắt lại, không phải là che cái lỗ tai lại, không phải là bịt cái lỗ mũi lại, cũng không phải là chúng ta bịt cái miệng lại không nói năng, vân vân. Nhưng mà rồi đó là ở trong cái các cái cảm thọ của mình ấy, thì cần có cái sự thu thúc. Khi mà mình thọ dụng hay là mình các căn, mình tiếp xúc với các cái trần cảnh, cần có cái sự thu thúc là như vậy. Đó là chế ngự. Thì khi mà mình chế ngự bằng chánh niệm thì cái tâm mình nó được an lạc, cái tâm mình được an lạc. Rồi cái ý thứ hai mà ở đây chúng tôi muốn nói, Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là không nhà, không ngã sở. Không nhà, không ngã sở. Ngày xưa đó thì người ta nghĩ rằng một trong những cái pháp của hiền trí đó, một trong những cái pháp hiền trí là lúc nhỏ, lúc còn bé thì người ta đối với người Ấn Độ đó, người Ấn Độ đương thời đó, thì họ có những cái suy nghĩ. Suy nghĩ là sao? Là lúc họ còn trẻ thì họ lo học hành, bồi bổ kiến thức về nghề nghiệp, rồi xây dựng gia đình. Lớn lên trở thành những cái người trung niên đó, thì họ lại là tích lũy những cái tài sản để lại cho con cháu, để lại cho dòng họ, vân vân. Nhưng mà về già đó, thì họ dành cho cái thời gian rất nhiều về đời sống nội tâm, tức là họ sống xuất gia theo cái cách mà người Ấn Độ đương thời họ có cái cách làm như vậy, cái cách làm như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì về lớn tuổi thì họ nghĩ rằng đời sống tinh thần đó,
nó gần gũi với đời sống của chúng ta. Và do vậy họ thấy cần thiết đó, cho nên là dành cái thời gian trọn vẹn để họ hướng về đời sống tinh thần, tức là đạo đức, về đời sống nội tâm của họ là nhiều. Giống như là người Việt chúng ta có cái là trẻ vui nhà, gà già vui chuồng, là như vậy. Tức là ít ra thì đời sống hướng về nội tâm đó là một cái đời sống tốt của họ. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ nói rằng tài sản, cái người mà có cái gì đó thì bị hệ lụy cái đó, và là mình nói rằng cái ngã sở, tức là cái của mình, nhà cái của mình, không nhà không của mình đó. Chứ hiểu ở đây đó là không nhà không ngã sở, tức là không có cái của mình, thì như vậy là không có cái sự không có cái sự dính chấp ở trong đó, mắc dính chấp ở trong đó. Không dục giết ác ma, tức là chỉ cho cái gì đối với sự muốn của một vị tỳ kheo, hạn chế bớt sự ham muốn, hay là không còn có cái sự ham muốn, thì từ đó phiền não mới có thể lắng dịu được, lắng dịu được. Thì chúng tôi tạm dừng cái câu kệ ở đây đó, là Đức Phật nói hai câu sau là vị tỳ kheo như vậy sống cô độc một mình, sống cô độc một mình. Bây giờ á, trước nhất là chúng tôi xin nói về hai cái ý mà ở đây Đức Phật ngài nói là nói năng như chánh pháp và giữ yên lặng của bậc thánh. Thì cái này nó giống như là một người mà để dành cái thời gian chuyên tâm cho pháp học, chuyên tâm cho pháp học. Và khi mà mình ngồi với nhau á, thì mình nên nói những gì Phật pháp, nói những gì ở trong giáo pháp, nói những gì trong giáo pháp. Bởi vì mình ngồi mà mình một vị tỳ kheo mà ngồi nói chuyện phiếm á, chuyện phiếm là chuyện đầu này sớm trên nghề nghiệp này nghề nghiệp nọ, sớm trên đầu dưới người người nọ, đó là chuyện phiếm. Cái chuyện đó nó không có lợi ích cho cái đời sống tu tập của mình. Nhưng mà rồi thì ở đây đó, chúng tôi nhắc câu chuyện này để thấy rằng cái sự tôn trọng giáo pháp nó rất là quan trọng. Chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta đó là một vị chánh đẳng giác, ngài giác ngộ giáo pháp. Giác ngộ giáo pháp là sao? Là khi mà ngài chứng quả vị thì ngài hiểu được cái nguyên lý vận hành của các pháp. Điều đó là một cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác, ngài giác ngộ giáo pháp. Cho nên chúng ta thường tụng kinh á, là con xin làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc Á La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Thường thường chúng ta tưởng tụng vậy. Thì ở đây đó có nghĩa là cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác ấy, thì các ngài tự ngộ, tự giác ngộ, và tự ngài giác ngộ cái giáo pháp này, và chính giáo pháp này đã mang lại cái quả vị Phật cho ngài. Bởi vì sao? Ngài hành cái giáo pháp này, ngài hành cái giáo pháp này, ngài mới trở thành Phật. Ngài trở thành Phật. Cho nên chính Đức Thế Tôn ngài là cái vị giác ngộ giáo pháp này, nhưng mà giáo pháp mang lại cái quả vị Phật cho chính ngài. Chúng ta hiểu là vậy. Như vậy thì ở đây đó, khi mà Đức Thế Tôn ngài thành Phật vậy đó, nhưng mà có một lần nọ trong kinh ghi đó là lúc bấy giờ có các vị tỳ kheo đang ngồi với nhau bàn luận về Phật pháp ở trong một cái gọi là giáo pháp đường, chánh pháp đường, tức là cái nơi mà bây giờ chúng ta nói giống như là nơi giảng đường vậy đó. Giảng đường là nơi mà để giảng kinh, giảng pháp đấy. Thì chư tỳ kheo đang ngồi quay quần ở đó. Trong một cái thời điểm thì chư tăng đang bàn với nhau về Phật pháp, đang ngồi thảo luận với nhau về Phật pháp, về ở này điều này Đức Phật dạy, điều này Đức Thế Tôn dạy, điều này là Đức Thế Tôn dạy ở kinh này hoặc ở chỗ kia đó. Thì các vị tỳ kheo ngồi bàn với nhau trong giáo pháp về ý nghĩa trong cái lời dạy của Đức Phật. Rồi lúc bấy giờ Đức Phật ngài tình cờ ngài bước đến, tình cờ ngài bước đến, ngài vẫn đứng ở bên ngoài, ngài không bước vô, ngài vẫn đứng ở bên ngoài, đứng bên ngoài. Sau khi chư tỳ kheo bàn luận xong Phật pháp
Thì chư tỳ kheo mới bước ra thì thấy Đức Phật ngài đứng phía trước. Thì chư tỳ kheo mới nói với Phật á, thưa với Đức Thế Tôn, Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, chúng con rất tiếc là chúng con không hay Đức Thế Tôn đến. Nếu chúng con hay Đức Thế Tôn đến thì chúng con tạm dừng cái việc mà nói bàn luận Phật pháp để thỉnh Đức Thế Tôn vào chánh pháp đường này. Thì Đức Phật ngài mới nói này, tỳ kheo, Như Lai tôn trọng pháp, khi mà Đức Thế Tôn, khi mà các thầy đang bàn với nhau giáo pháp đó, thì Đức Thế Tôn vẫn đứng yên để lắng nghe các thầy bàn. Rồi sau khi các thầy bàn xong thì Đức Thế Tôn Như Lai sẽ đi vào. Đó là cái sự tôn trọng của Đức Phật đối với giáo pháp. Tôn trọng của Đức Phật đối với giáo pháp. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nói vấn đề này đó, thì có một điều đó là nói năng như chánh pháp là sao? Nói năng như chánh pháp là sao? Chúng ta nói cái gì đi nữa thì cũng phải nói cho nó đúng với sự thật. Mà sự thật là chân lý. Chúng ta hiểu một cách nào đó là sự thật là chân lý. Hay là chúng ta gọi là sách chá, là đế, hay là lý, chân lý. Thì cái chân lý đó là sự thật. Hay là nói trong cái đời thường đó, là chúng ta nói năng cái gì đó thì cũng phải dựa trên cái sự thật. Chúng ta phải dựa trên sự thật. Bởi chúng ta nói mà không đúng sự thật thì sẽ đôi chối, đôi co, rồi nó sẽ gây tác hại đến cho đời sống của chúng ta rất là nhiều, do chúng ta không nói thật. Cho nên cái ngôn ngữ, lời nói của mình là phải là lời nói trước nhất là phải có yếu tố là chân thật, chữ sách chá hay là chân thật hay là đúng sự thật. Nói đúng sự thật là sao? Nói đúng sự thật là nói trong Phật pháp, giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta nói cái điều gì đó, chúng ta hiểu rằng cái sự thật này đó, ở đời nó có hai sự thật, một sự thật chế và một sự thật tục đế. Chúng ta nói ở trên phương diện tục đế hay là chúng ta nói trên phương diện chân đế. Mà giáo pháp thì chúng ta biết rằng là muốn nói đến cái gì mà sự hiện diện của pháp chân đế, sự hiện diện của pháp chân đế. Cho nên chúng ta nói đến những cái gì nó phải là dựa trên cái sự thật. Chúng ta nói ngoài kinh điển ra, chúng ta nói không đúng với kinh điển, chúng ta nói những cái điều gì đó ngoài tam tạng kinh điển ra, thì cái lời nói đó nó nếu chúng ta nói đó là Phật nói, hay nói lời nói là của thánh nói hay là của ai đó, mà sự thật cái lời đó không phải là lời Phật nói, lời đó không phải là lời thánh nói, thì chúng ta đã dối, chúng ta đã không thật. Như vậy thì cái yếu tố đầu tiên đó là phải là yếu tố của lời nói đó, là phải nói đúng Phật, đúng sự thật của nó. Cái yếu tố thứ hai của lời nói đó, mà nói năng như chánh pháp ở đây đó, thì xin thưa quý vị, nói phải hợp thời. Nói phải hợp thời. Tức là tùy thời, đúng thời nào phải nói. Giống như là chúng tôi nghĩ rằng mình ngày nay chư tăng á, thì vẫn là đi hoằng pháp, thì đi đến ở đâu đó, bản thân của chúng tôi cũng vậy. Tức là mình đi đến cái hội chúng đó, cái hội chúng rất là nhiều quý vị, hội chúng này và hội chúng kia, hội chúng trình độ trí thức hay là ở cái trình độ bình dân, thì mình hay hoặc là những cái người rất là bình dân, chúng ta vẫn phải dùng cái ngôn ngữ để ta nói cái đó nó hợp, phải lúc chúng ta nói. Còn nếu mà phải triệt chúng ta nói, và cái ngôn từ chúng ta nói nó cũng phải hợp với lại cái sự hiểu biết của người đó, chứ không phải là nói mà nói dùng cái ngôn ngữ cao siêu, dùng cái ngôn ngữ hàn lâm, hay là dùng cái ngôn ngữ khoa học gì đó đối với những cái giới bình dân, thì rõ ràng nó cũng không hợp. Rõ ràng cũng không hợp. Mà nói cách gì đi nữa thì cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình đó là ngôn ngữ quý nhất. Bởi vì cái ngôn ngữ mẹ đẻ mới có thể là chân truyền đạt được cái sự hiểu của mình cho người khác hiểu. Chúng ta ngày nay đó, chúng ta truyền thống của Phật giáo Nam truyền của chúng ta là y vào trong kinh điển. Tức là chúng ta cũng phải dựa vào kinh điển Bali để chúng ta nói. Dựa vào kinh điển Bali nói. Nhưng mà khi chúng ta nói, chúng ta chuyển đạt để cho một người khác nghe hiểu, thì phải nên dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt
tiếng Việt. Và cái ngôn ngữ này đó là nó phải hợp thời, nó hợp thời, hợp lúc, hợp thời hợp lúc, chứ không phải là không phải hợp thời cũng không phải hợp lúc mà chúng ta lại nguyên thuyên, chúng ta lại nói đủ điều, chúng ta lại nói khi trong khi mà người ta không có không có thích nghe, hay là người ta không chú tâm để nghe, hay hoặc là người ta không muốn nghe, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng cái lời nói đó nó không tác dụng, nó không có tác dụng. Và như vậy đó thì cái lời nói ở đây đó là nói phải hợp thời. Hay hoặc trong cuộc sống này đó, cái chuyện mà mình có lòng tốt, mình giúp ai đó, mình nói ai cái lời nói gì đó, cũng phải lựa lời, lựa lúc mà nói. Chứ cũng không phải là mình nói mà không có đúng lúc, đúng thời, nó sẽ quay lại, nó sẽ là phản tác dụng, phản tác dụng. Cho nên cái ngôn ngữ đó, đó là cái ngôn ngữ mà cái ý thứ hai mà chúng tôi muốn nói, tức là cái ngôn ngữ phải nói hợp thời. Hợp thời là một trong những cái điều cần phải nói của một vị tỳ kheo. Cho nên Phật pháp á, là khi mà truyền đạt giáo pháp cũng tùy theo cái hội chúng, tùy theo cái thời gian, tùy theo cái trình độ, tùy theo cái điều này điều kia. Và do đó mình nói phải là đúng lúc, hợp thời thì nó mới là có cái lợi ích cho cái lời nói của mình. Cái ý thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là mình có nói cái gì đi nữa thì cái ngôn ngữ mình nó cũng phải nhã nhặn, nhẹ nhàng, nhã nhặn nhẹ nhàng, chứ không có những cái ngôn ngữ mà nghe gay gắt hay ngôn ngữ nghe thô ráp, thì những cái điều đó nó cũng không phải cái lợi ích. Thí dụ như mình có thương ai, hay là mình có giúp đỡ ai, mình có muốn cho người ta tiến bộ gì đi nữa, thì mình cũng phải dùng cái lời nói nào nó vừa chừng. Ở trong cái lời nói của mình nghe nó nhã nhặn, nó từ tốt, thì cái lời nói nó có thể đi vào lòng, lời nói đó có thể là giúp cho người ta có thể thấu hiểu được, cảm thông được, để rồi người ta có thể đến với Phật pháp này, đến với Phật pháp này. Đó là như vậy. Còn nếu như mà mình nói, mặc dù lời nói mà nó đúng như thật, nhưng mà lời nói chúng ta không có cái sự nhã nhặn nhẹ nhàng, thì cái lời nói đó nó cũng không có cái lợi sự lợi ích nhiều. Có khi đó là nó cũng phản tác dụng. Cái nữa đó là, cái nữa đó chúng tôi muốn nói ở đây đó, mà nói theo Phật pháp, nói theo chánh pháp á, thì mình phải dựa vào trong kinh á, mà đặc biệt ở đây đó là mình phải nói bằng với chính cái tâm từ của mình, nói bằng tâm từ. Cho nên là dù anh em, cha mẹ, hay đệ tử, hay là Phật tử, hay là quyến thuộc, vân vân, tất cả bạn bè thân hữu, thì chúng ta cũng nói bằng với người khác á, thì nó mới có sự lợi ích. Còn nếu như mình không thể nói rằng cái tâm mà mình đang nóng giận mà nói, thì coi chừng cái ngôn ngữ đó nó cũng chứa đựng những cái sự sân hận, chứa đựng cái sự bực bội, chứa đựng những cái sự quan trái với nhau. Và do đó cái lời nói Đức Phật ngày nói mình, nếu có nói thì nói bằng với chính cái tâm từ của mình. Và cái ý nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là mình nói phải mang đến cái sự lợi ích cho người ta. Lợi ích mà ở đây chúng ta hiểu đó, là lợi ích cho cái đời sống tu tập người ta, người khác. Cái đối tượng mà mình nói nó sẽ mang lại cái sự lợi ích. Như vậy á, thì cái lời nói đó mới được có giá trị. Tại vì mình nói dù là cái trình độ nào đi nữa, mà người ta nghe Phật pháp, người ta hướng thiện đó, người ta hướng thiện, rồi người ta tu tập theo cái khả năng của người ta, tu tập theo cái hoàn cảnh của người ta, rồi tu tập theo cái thời gian của người ta. Người ta có thể sắp xếp được với cái thời gian và cái khả năng của người ta, cái hành trì như vậy, và cái khuynh hướng của người ta, nó có những cái khuynh hướng như thế nào, để rồi người ta hành pháp nó có thể có được cái sự lợi lạc. Thì cái lời nói đó phải chứa đựng những sự lợi ích. Cái điều nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là nói năng như chánh pháp đâu.
Chúng ta thấy ở trong Kinh Pháp Cú có một cái kệ ngôn mà trong có mấy cái sự khó trong cuộc đời này. Kicho Buddhanang Upado, Kichang Sattamasawanang, vân vân. Thì ở đó có cái câu gọi là Kichang Sattamasawanang, tức là khó thai mình được nghe Phật Pháp, nghe giáo Pháp. Chữ sắc thâm á, sa quá năng, thì ở đây đó có thể nói rằng mình để mà gặp được Phật Pháp á thì đó là khó. Bởi vì mình, quý vị thấy rằng á, có nhiều lắm, nhiều cái chủ trương lắm, có nhiều khi cái chủ trương này chủ trương kia mà người ta cứ nói rằng là đó là chánh pháp, đó là lời của Phật, đó là nhiều thứ lắm. Chúng ta cũng phải phân biệt cái nào là cây gia, cái nào là ông thần á. Ông thần ở cây gia và cây gia là ông thần. Cây gia và ông thần nó khác nhau, nhưng mà ông thần ở cây gia nó khác nhau. Ông thần nó khác với cây gia. Chúng ta phải phân biệt. Có nhiều khi nói đây là Phật, đây là sự giác ngộ, đây là Phật, cái này cái kia đó. Nếu mà một người không có hiểu am tường Phật Pháp đó, thì chúng ta dễ bị lầm lạc lắm. Và khi mà mình bị lầm lạc đó thì mình không hay. Bởi vì cuộc đời của mình đó, chúng ta còn những sự si mê nhiều lắm. Còn nhiều khi trong cái kiến chấp, cái phinh nướng của mình đó, trong cả kiến chấp mà ở trong kinh mà gọi là kinh Phạm Võng, bài kinh đầu tiên ở trường Bộ Kinh ấy, thì Phật có nêu ra cái bài kinh Phạm Võng 62 quan điểm. Thì cái 62 quan điểm đó, thì mình đọc nó rất là nhiều. Từ ở cái quan điểm như vậy nó trịch nhau, nó khác nhau một chút thôi, nhưng mà cũng là nằm ở trong hai cái ý chính, chấp vào thường kiến và đoạn kiến. Cái phương hướng đó, cái phương hướng mà của chúng sanh sắp chấp vào thường kiến là sasata ditthi, và một cái số khuynh hướng chúng sanh nữa là chấp vào đoạn kiến là uccheda ditthi. Cả hai quan điểm đó đều là sai lạc đó. Mặc dù là chư vị tổ của Bắc truyền họ có nói cái là nên chấp hữu như tu di sanh, mạc chấp vô như giới tử, có nghĩa là thà là chấp hữu như là cái núi tu di còn hơn là chấp vô nhỏ như cái hạt cải, nhỏ như cái hạt cải. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh giữa chấp thường kiến và chấp đoạn kiến thì chấp thường kiến nó còn đỡ hơn là đoạn kiến. Bởi vì sao? Ít ra cái người chấp thường kiến đó, thì người ta còn tin có đời sống luân hồi, có kiếp trước kiếp sau, có nhân quả nghiệp báo rõ ràng. Họ có tin những điều đó. Còn cái người mà chấp vô đó, tức là uccheda ditthi, chấp đoạn đó, thì rõ ràng là họ không tin có đời trước, không có đời sau, không có quả của ác nghiệp, không có ân đức của tam bảo, của cha mẹ. Họ phủ nhận hết tất cả những điều đó. Thì cái đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà cả hai kiến chấp, Đức Phật Ngài nói là chấp thường hay là chấp đoạn, cũng đều là ngã chấp, cũng đều là nguy hiểm hết. Cái nào nó cũng gây đến đau khổ, cái nào nó cũng dẫn đến luân hồi. Rồi khổ đau đó là đi từ ở cái kiến chấp của chính mình. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là khi mà mình nói Phật Pháp, nói năng thì phải nói như chánh pháp. Chúng tôi nói điều này để cho mình thấy rằng mình đại khái là cái ngôn ngữ của một vị pháp sư, tức là mình tránh đi nói tiếng lóng, tránh đi nói tiếng lái, và mình nói những cái gì mà nghe dễ hiểu, và nói cái gì là mình nói ở trong kinh, nói trong pháp, nói trong kinh luật, chứ đừng có nên nói chơi, nói đùa, nói lóng, nói lái gì đó thì mai mốt mình quen. Ngày xưa ngài Hòa thượng Giác Chánh mà còn đương thời đó, chúng tôi nhớ năm 90 khi mà ngài Hòa thượng tập cho chúng tôi thuyết pháp đó, thì quý vị biết không, cái tại chùa Bủ Đức đó là mỗi một buổi sám hối khoảng mười mấy Phật tử thôi,
Nhưng mà buổi ban đầu mà lên giảng, quý vị biết không, ngồi mà phò, ngồi đó, lần đầu tiên, một vài lần đầu rất là sợ. Trước một hai người mình nói chuyện bình thường, chứ một hai người, ba người bình thường thì mình cũng không có gì hết. Nhưng mà lên pháp tòa mà mười mấy Phật tử là mình đã thấy run rồi, thấy run rồi. Nhưng mà Ngài cũng bắt mình á, là kêu mình á, là phải cố gắng, phải cố gắng qua cái chỗ đó, qua cái giai đoạn đó. Đức Ngài mới nhắc là như thế này, tức là một vị pháp sư á, là trước nhi tiên á, là học pháp cho những chi, học pháp cho những chi, tức là chi pháp như thế nào, kinh điển nào, chúng ta phải học cho nó rõ rồi thuộc đó, cho nhừng đó nè. Rồi mình phải nói pháp cho nhừng miệng, rồi suy nghĩ pháp cho nhừng ý, tức là mình hiểu, nghe, hiểu thuộc đó rồi, mình phải suy nghĩ, rồi mình suy nghĩ cách này cách kia trong cái sự liên hệ ở trong cái pháp mà mình trình bày đó. Thì Ngài thường nhắc đó, nói pháp phải cho nhừng miệng, rồi suy nghĩ pháp cho nhừng ý, rồi nói thuộc pháp cho nhừng chi, và quý trọng thính giả, tức là quý trọng những cái gì mà Phật tử, những cái hội chúng mà người ta nghe mình phải quý trọng họ, và không chú tâm đến lợi lộc. Đó là cái tiêu chí, cái điều mà một cái vị pháp sư, một vị giảng sư cần phải có trách nhiệm. Sau này chúng tôi lớn lên á, chúng tôi đi ở Hoằng Pháp, trường Hoằng Pháp á, thì người ta không có nói những điều này, nhưng mà người ta chỉ cho mình những cái kỹ năng để giảng pháp. Đó cũng là cách mà mình học qua mỗi cái giai đoạn của mỗi một lần á, để mà mình có những cái sự kinh nghiệm ở trong đời sống, kinh nghiệm ở trong đời sống tu hành của mình. Bây giờ cái ý thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, Đức Phật Ngài nói là sống giữ yên lặng của Bậc Thánh, thì đây là chính là cái phần tu tập của chính mình. Mình nói Phật Pháp thường như vậy đó, cái tâm mình nghĩ đến Phật Pháp thì nó giúp cho cái đời sống tu tập của mình nó tốt hơn. Còn mình nói chuyện phím, mình nói chuyện vô ích, mình nói chuyện lại, chuyện lóng gì đó, chuyện gì đó nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình, nó không tốt. Sau này mình quen á, là một cái thất bại cho cái đời khi mà mình nói Phật Pháp là như vậy. Và khi mà mình nói Phật Pháp như vậy đó, nó giúp cho mình an tịnh nội tâm, nhớ đến Pháp. Chúng tôi lại nhớ một cái câu Pháp cú nữa, Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài dạy rằng, vị tỷ kheo mến Pháp, suy tư Pháp, tâm tư hàng niệm chánh Pháp, sẽ không rời bỏ chánh Pháp. Tức là lúc nào tâm mình cũng nghĩ đến Phật Pháp, và thường thường suy nghĩ đến Phật Pháp, rồi hành Phật Pháp, mình quan hỷ ở trong cái Pháp đó, thì mình mới sống với Phật Pháp được. Mình sống lâu dài, bền chặt ở đối với Phật Pháp được. Thì bây giờ, cái ý thứ hai mà ở đây Đức Phật Ngài dạy đó là gì? Tức là giữ yên lặng của Bậc Thánh. Mà yên lặng của Bậc Thánh đó là gì? Thì xin thưa quý vị, đó là nội tâm định tĩnh. Nội tâm định tĩnh. Tức là sống, một vị tỷ kheo cần phải có chánh niệm. Lúc nào cũng vậy, tâm mình cũng phải có cái sự định tĩnh. Đi, đứng, nằm, ngồi, đời sống nội tâm. Càng lúc mình trẻ đó, thì mình cần phải nhanh nhẹn, cần cái nhanh nhẹn là linh động. Nhưng mà về già mình sống chậm lại một chút. Và chậm ở đây đó, thì xin thưa quý vị, nó cả hai nghĩa, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen đó là mọi các cái linh hoạt của chúng ta nó chậm lại. Còn cái nghĩa bóng đó, là hiểu ở đây đó, là chúng ta đừng có tháo giác với những cái ngoại cảnh xung quanh, mà hướng về với cái nội tâm của mình nhiều hơn. Hướng về cái nội tâm của mình nhiều hơn. Đó chính là giữ cái nội tâm mình phải có định tĩnh. Định tĩnh. Mà trong kinh gọi đó là hành xứ. Cái hành xứ mà tâm mình thường gắn đến, hay là nói ở trong niệm xứ của một cái vị hành giả tu tập. Mình làm sao có một cái đề mục mà cách đây mấy bữa mà chúng tôi nghe Hòa Thượng Tị Siêu nói về, mình chọn cái đề mục mà giảng ở bên Trung Phật Pháp Bú Tá Thăm Ma, mà nói rằng cái đề mục 40 đề mục đó, thì mình cũng vẫn biết như vậy, chúng tôi cũng vẫn biết như vậy. Nhưng mà rồi cái đề mục nào rõ ràng là ở đây nó không có cái khuôn mẫu, mà là những cái đề mục nào mà mình cảm thấy nó thích hợp, dễ cho cái việc hành trì của mình, và khi mà mình hành nó có an tịnh nội tâm thì mình chuyên tâm vào cái đề mục đó để mà mình hành trì. Thí dụ như chúng ta thấy rằng trong bốn niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì có người thích hợp niệm thân, có người thì
thích hợp niệm về về cảm thọ, có người thích hợp về niệm tâm, có người thích hợp về niệm pháp, thì cái thích hợp nào đó thì mình sẽ hành trì đó, cái đề mục đó, để cái án xứ đó, để cho mình dễ dàng phát triển cái nội tâm của mình. Đó là như vậy. Thì ở đây chúng tôi nói ở đây đó là khi mà nói rằng cái hành xứ hay là cái sự yên lặng của bậc thánh là cái yên lặng mà mình nói rằng nó không có sự vận động, không có sự chao động. Mà đặc biệt khi mà mình nói một cái người tu tập thì cái hành xứ của mình nên làm đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hay là mình sống với một cái đời sống có chánh niệm, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ gì đó, mình ráng cố gắng tập. Có những lúc bị thất niệm đó quý vị, thất niệm có chứ, thất niệm nhiều đó, không phải lợi ích đâu. Nhưng mà rồi đó là mình cũng phải trực nhận ra, mình trực nhận ra, mình thấy được rằng chính cái sự thất niệm này nó không đúng, và lúc bấy giờ mình hướng tâm vào cái đề mục trở lại, kéo cái tâm của mình vào đề mục trở lại, để rồi sao quý vị thử coi, một lúc nào đó mà quý vị hành thiền mà nội tâm quý vị có cái sự an tịnh thì quý vị cảm thấy nó an lạc lắm. An lạc khi tâm mình có định tĩnh, có định tâm trên mục, hay có chánh niệm ở trong một cái đề mục mà mình ghi nhận, mình biết rõ những việc đang xảy ra, những việc đang diễn ra, những cái bây giờ đang diễn ra, vân vân, thì lúc đó đó cái tâm mình thật sự là có chánh niệm. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Khi mà mình niệm tâm mình an lạc lắm. Tâm mình an lạc. Chúng tôi khoan nói đến cái việc mà cái thành tựu của một bậc thánh, thành tựu của một thánh. Nhưng mà mình tập cho cái nội tâm của mình lúc nào cũng vậy, khi đi đứng nằm ngồi mình đều có chánh niệm. Mỗi người có một cái cách khác nhau. Riêng bản thân chúng tôi nghĩ rằng mình thường niệm gì? Hơi thở, tức là hơi thở vô mình biết hơi thở vô, hơi thở ra nó hơi thở ra. Có lúc cũng bị thất niệm do công việc, do nói năng, do đi đứng gì đó, nó có những cái sự thất niệm. Nhưng mà rồi á, một chút sau đó mình chực nhớ ra, mình lại hướng về cái đề mục trở lại, tức là mình cố gắng giữ cái tâm của mình bằng cái sự cột trói, bằng cái niệm ở trong cái đề mục mà mình đang theo dõi. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là khi đó cũng giúp cho mình có cái sự an lạc ở trong nội tâm. Mà đối với bậc thánh á, thì chúng ta cũng biết đó là các ngài có sự tĩnh lặng. Trong kinh nói rằng một vị tỷ kheo ly hỷ trú xã mà gọi là sự an niệm, gọi là cái an lạc của bậc thánh đó là một cái vị mà chứng quả vị quả thánh, mà đồng thời là chứng các cái tầng thiền, như là tầng thiền tam thiền tứ thiền vậy. Đó là cái sự an lạc của một bậc thánh, an lạc của bậc thánh, mà trong kinh gọi đó là hành xứ. Hành xứ tức là một lúc nào đó thì cái tuệ giác nó sanh khởi lên, nó triệt tiêu phiền não. Tuệ giác ở đây tức là mình nói trong Di Diệu Pháp, tức là cái tâm đạo đó. Tâm đạo, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo, vân vân. Cái tâm đạo đó là cái tâm có cái khả năng để cắt đứt phiền não, sát trừ phiền não. Nó chỉ sanh lên một sát na thôi. Chỉ sanh lên một sát na thôi. Thí dụ như vị là sơ quả thì sát na để mà cắt đứt ba cái phiền não đầu tiên là thân kiến nghi và giới cấm thủ đó, thì chính là cái tâm sát na của tâm đạo mà ta gọi là tuệ giác. Tuệ giác. Và cái chính cái tuệ giác đó là cái khả năng để cắt đứt phiền não, đoạn trừ phiền não. Và khi mà giác sanh khởi lên thì đoạn trừ phiền não. Những phiền não nào nó trở ngại, những phiền não dẫn, phiền não nào dẫn đến đời sống luân hồi đó, thì sẽ đoạn tận ở trong cái tâm đạo đó. Và sau đó thì vị đó trở thành sơ quả, hay là nhị quả, hay là tam quả, hoặc là tứ quả, vân vân. Thì đó là tùy theo mỗi một bậc thánh. Nhưng mà cái sự yên lặng của bậc thánh đó, đó là sự yên lặng cao quý. Yên lặng cao quý. Thí dụ như chúng ta biết rằng mình khi mà mình ngồi thiền,
đặc biệt là cái người mà thiền chỉ đó, thiền định đó, hành thiền định thì cần có một cái không gian yên ả, không có cái sự xáo trộn của tiếng nói, tiếng âm thanh của người ra người vào. Bởi vì dù sao đi nữa là cái âm thanh á, tiếng động âm thanh á, là gai nhọn của sơ thiền, là cái gai nhọn của sơ thiền, tức là cái sự trở ngại của cái người chứng sơ thiền. Nhưng mà ở đây đó, khi mà mình một người mà có một cái nội tâm an tịnh á, thì hoàn toàn là vị đó sống trong cái hành xứ của chính mình. Hành xứ là cái nơi cái tâm mình, để cái tâm của mình vào ở trong cái đề mục, ở trong cái sự an lạc của một bậc thánh, hay là nói trong một cái người phàm phu tu tập của mình á, thì là hành xứ, tức là mình để tâm mình vào trong cái đề mục, tức là mình hướng tâm mình vào trong cái đề mục qua cái sự chánh niệm. Chánh niệm là sự ghi nhận, biết rõ, ghi nhận hay là tỉnh giác, là biết rõ những đề mục mà mình đang theo dõi. Ghi nhận cái gì? Cái đang diễn ra, đang có mặt cả thân và tâm mình, danh và sắc, hơi thở, hay hoặc là cảm thọ, hay hoặc là cái tâm mình nó sanh khởi ra sao, thì cái vị đó ghi nhận biết rõ như vậy. Đó là một trong những cái sự an tịnh mà mình nói rằng cái an tịnh của một cái người tập cho cái nội tâm an tịnh của mình như vậy đó, thì đi xa hơn nữa đó là cái sự an tịnh của bậc thánh, hay là hành xứ của bậc thánh. Mà qua đó là nói đến cái sự im lặng, cái sự im lặng của một bậc thánh là như vậy. Cho nên khi mà mình có đi qua trường thiền á, có qua bên những cái trường thiền mà chuyên về thiền, thì người ta thường nói cho mình nó như thế này. Ta nói là ở trường thiền á, thì cái món quà mà tặng cho nhau tốt nhất á, là sự yên lặng, và mình cũng không gây tiếng động, cũng không nói, mình chỉ đi chậm, nói khẽ, và nếu có nói thì nói khẽ, nói nhỏ, rồi nếu chúng ta không nói thì chúng ta cũng ra dấu hiệu bằng tay. Thì cái món quà mà mình tặng cho nhau với lại những người bạn đồng tu của mình trong những vị thiền sinh với nhau đó, thì rõ ràng là đó là sự yên lặng. Thì đó là món quà tốt nhất, không có gì bằng chính cái sự yên lặng giúp cho nhau, để mà mỗi người đều có thể tiến tu được ở trong đời sống của mình. Như vậy thì ở đây đó, chúng tôi trở lại ở trong cái nội dung của bài giảng này đó, thì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng các vị tỳ kheo khi ngồi bàn với nhau, người nói nghề này nghiệp nọ vân vân, nghề này là cao quý nhất, người kia là cao quý nhất, thì chư tỳ kheo mới bàn với nhau đàn vậy, thì Phật đến, Đức Thế Tôn Ngài đến, thì chư tỳ kheo mới nói là câu chuyện nó được diễn ra như vậy, đang bàn tán như vậy, thì Phật mới nói là các thầy không nên mà ngồi bàn như vậy, không thích hợp cho các thầy. Bởi vì nếu các thầy ngồi với nhau thì hãy nói năng như chánh pháp, nếu có nói thì nói năng như chánh pháp, và chính Đức Phật trọng pháp là như vậy. Rồi cái thứ hai, nếu chúng ta có giữ yên, phải tìm cái sự yên lặng bậc thánh, rằng sống không nhẹ nhàng, muốn lợi ích được chế diện đại thoát, không sợ, tức là không ngà, không cái của mình, không dục giết ác ma phiền não. Vị tỷ kheo như vậy sống cô độc một mình, hành xứ cô độc ở đây là hành xứ của mình đang theo dõi, mình mới có được cái sự an lạc. Hành xứ của bậc thánh là như vậy. Cô độc ở đây hiểu là hành xứ độc đạo một mình, đi trên một cái lộ trình đó là vị hành giả cần phải làm. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Qua cái bài giảng này, chúng ta hiểu là Phật nói chúng ta là nếu có thầy tỳ kheo mà có hội họp với nhau thì hãy nói năng như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp tức là nói bằng Phật pháp. Còn nếu như chúng ta có yên lặng thì giữ yên lặng của bậc thánh. Đó là hai việc cần làm của một vị tỳ kheo.
Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Buddhaya. Sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng thành theo cho được sự lợi ích thượng tọa. Và thượng tọa Minh Hạnh đã rời rồi. Và đại đức có trước máy không? Con kính thỉnh đại đức chúc phúc cho trong chúng con được trọn vẹn phước báo. Và đại đức máy xin cho con một tín hiệu.